Thái Võ xin kính chào quý vị và các bạn. Có lẽ là khi mà mình nhắc đến quốc gia Hoa Kỳ thì một cái điều dĩ nhiên ai cũng biết, Mỹ là một cái quốc gia mà có thể gọi là cường quốc về thứ nhất là kinh tế nè, thứ hai thì về cái mảng chính trị đó, có thể gọi là đứng đầu thế giới. Cho nên là cho dù là người Việt Nam của chúng ta hay là một công dân của bất kỳ một cái quốc gia nào khác, có thể là từ Phi Châu, có thể là từ châu Á, từ ASEAN hoặc là từ bất kỳ một cái khu vực nào, người ta ước làm sao mà trong tương lai có thể là có một dịp nào đó người ta được đi sang Mỹ du lịch cũng được, hoặc là người ta đi lao động Mỹ cũng được, hay là nếu như mà được định cư thì càng tốt quý vị. Tuy nhiên thì có một cái điều thực tế là không phải lúc nào cái sự mơ ước đó nó cũng có thể được viên mãn. Không phải là lúc nào cái sự mơ ước của chúng ta cũng trở thành hiện thực đâu. Trong cái cuộc sống này nè, đặc biệt là cái ước mơ mình được trở thành công dân Mỹ, thì cái điều đó nó cực kỳ khó quý vị. Bởi vậy mà cũng xin thưa với quý vị là trước đó thì cũng có nhiều cái trường hợp phải nói là đáng tiếc lắm, nó đã xảy ra với chính những người Việt Nam của chúng ta, những người Việt Nam ở trong nước, mặc dù là họ cũng có cái visa Mỹ và họ cũng đã từng đặt chân đến nước Mỹ trước đó rồi. Nhưng mà có một cái điều mà phải nói là vô cùng tiếc nuối, dường như là không có một cái cơ hội thứ hai để mà khắc phục cho cái sự tiếc nuối đó quý vị. Thì như thế này, kính thưa quý vị, là cách đây cũng hơn 2 năm, có một cái cô gái đó người Việt Nam, cô này thì cũng loanh quanh khoảng 47 tuổi cho tới cũng 50, cũng khoảng chạc cái độ tuổi đó quý vị. Chuyện là cô ta cũng có một cái visa gọi là visa sang Mỹ đi du lịch nhiều lần. Và phải nói là cô ta đến nước Mỹ đó gọi là cũng hơn một chục lần quý vị. Thì cứ mỗi lần cô ta đi như vậy thì cô ta ở khoảng chừng 4 cho tới 5 tháng. Sau đó thì sau cái thời hạn đó cô ta mới quay trở về Việt Nam. Có nghĩa là cái visa của cái cô này nè, thì khi mà đi vào sân bay Mỹ đó thì cảnh sát người ta chỉ cho cái cô này ở là tối đa là 6 tháng thôi. Cái visa thì xin được 1 năm quý vị, nhưng mà mỗi lần nhập cảnh vào nước Mỹ, cái thời gian mà ở lại đó, thì tại phi trường người ta nói là cô này chỉ được ở tối đa là từ 6 tháng đổ về trước thôi, 6 tháng đổ lại thôi. Cho nên là chính vì vậy mà cứ mỗi khi mà cô ta ở chừng được 4 cho tới 5 tháng, 5 tháng rưỡi là cô ta bắt đầu xuất cảnh đi từ Mỹ của ấy bay về Việt Nam. Và khi mà đi về Việt Nam đó thì cũng cứ tầm khoảng chừng 3 cho đến 4 tuần cô ấy ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian đó. Sau đó thì tiếp tục là cổ mua vé máy bay để bay sang Mỹ tiếp. Thì đại khái là cái câu chuyện mà đi qua đi lại giữa Mỹ và Việt Nam của cái cô này, thì cái hành trình nó là như vậy đó quý vị. Lúc đầu thì Thọt nghĩ là có lẽ là chưa có chuyện gì xảy ra hết, kiểu như là cái visa này là cái visa mà cổ đi du lịch, thì cổ xuất cảnh của nhập cảnh, xuất cảnh nhập cảnh nhiều lần vậy thôi. Xuất cảnh Mỹ, nhập cảnh về Việt Nam, rồi xuất cảnh ra khỏi Việt Nam, rồi nhập cảnh Mỹ, đi qua đi lại nhiều lần vậy thôi. Ở đúng cái thời hạn thì thôi à, cũng chưa có chuyện gì xảy ra hết. Tuy nhiên thì ở đời thì người ta thường nói như thế này, đi đêm thì sao ạ? Thì sẽ có ngày gặp ma quý vị. Cũng y chang như là cái trường hợp của cô này luôn. Tưởng đâu là cổ qua mặt được chính phủ Mỹ, và cổ cũng tưởng đâu là cổ được ngoại lệ hay sao đó. Tự nhiên có ai đời mà ở trên đời này, ai mà tiền bạc dư giả mà đi qua đi lại kiểu này. Người ta cũng nghi ngờ chứ, qua làm cái gì? Thì nhân viên phi trường người ta cũng gọi là người ta cũng tình nghi cái cô này, và người ta cũng cứ tiếp tục người ta theo dõi vậy thôi, để coi cổ làm cái gì. Gọi là cổ bị đưa vào cái danh sách nhập cảnh mà đáng nghi ngờ quý vị. Ok, vô thì vẫn cứ cho vô á. Nhưng mà cổ không biết là lúc này cổ đã bị đưa vào cái tầm ngắm của những người nhân viên an ninh tại phi trường, bị đưa vào cái tầm ngắm quý vị. Rồi cũng cho đến một cái ngày nọ thì cũng như là thường lệ thôi, cổ cũng bay từ Việt Nam, cổ bay sang Mỹ. Và cái lúc mà cổ đang làm cái thủ tục để mà cổ nhập cảnh vào nước Mỹ á, thì bất ngờ là trong cái lần nhập cảnh lần này, cổ đã bị cảnh sát tại phi trường người ta giữ cổ lại, mời cổ đi vào một cái căn phòng mà đây gọi là một cái căn phòng thẩm vấn. Kết cục là sau khi mà cái cô này cổ bị những người nhân viên phi trường người ta tra hỏi cổ, cũng như là ở phía phi trường và chính phủ Mỹ, ở đây cơ quan đại diện là Bộ Di trú của Hoa Kỳ, thì người ta mới đưa ra một cái sự kết luận là
cô nhập cảnh vào nước Mỹ bằng cái visa du lịch này. Nhưng mà cô không hề thực hiện theo đúng như cái mục đích của cái loại visa mà cô xin. Chúng tôi đã có một cái quá trình điều tra và chúng tôi biết được cô đã sử dụng nó, tức là sử dụng cái visa này để đến Mỹ để lao động bất hợp pháp. Giờ đây thì chúng tôi sẽ hủy cái visa này và sẽ trục xuất cô được quay trở lại Việt Nam. Và ngoài ra, theo như cái luật Mỹ, cô sẽ bị cấm nhập cảnh Mỹ vĩnh viễn. Và đại khái là cái tình tiết của sự việc nó như vậy quý vị. Thì thú thật mà nói đó, theo như luật Mỹ thì một khi mà chúng ta xin cái visa du lịch thì như quý vị chắc là mình cũng biết rồi, visa du lịch là chỉ được đi đến Mỹ để mà thăm thân nhân thôi, hoặc là mình có thể mình tham quan những cái chỗ này chỗ kia của nước Mỹ, những cái tiểu bang của nước Mỹ, mình có thể mình đi chơi ở đâu đó ở trên nước Mỹ, mình làm cái gì cũng được, miễn sao mà mình đừng có đi làm thôi. Mà dường như là Thái Võ thấy là cái trường hợp của cô này nó cũng không phải là một cái trường hợp đầu tiên đâu. Thái Võ xin khẳng định là trước đó thì cũng đã từng có rất chi là nhiều người, người Việt cũng có, người Hoa cũng có quý vị, người Philippines cũng có. Coi như là tràn lan đại hải hết, mà không có nói riêng gì ở nước Mỹ đâu. Canada mình có thể nói vui đó, thiếu cha gì. Phải không quý vị? Quý vị cũng biết mà, chứ đâu phải là quý vị không biết đâu. Và sẵn đây thì Thái Võ cũng kể một cái câu chuyện vui này. Coi như là người Việt của mình đi qua Canada với cái visa du lịch. Rồi sau đó người ta trốn, người ta đi làm, đi vào ban đêm không à, để làm chi à, để trốn cảnh sát. Thì khi mà đi vào làm thì đi bằng cửa chính, rồi lúc nào cũng phập phòng hết quý vị, phập phòng cái gì á, chạy trốn, trốn ở sau cái cửa hậu. Mà ở ngoài sau của cái chỗ làm đó đó thì có nguyên một cái đám rừng thông, rừng thông rất là lớn. Thì có một cái hôm nọ đó, Thái Võ thì cũng từng chứng kiến nha. Bởi vì hôm đó thì cũng là buổi chiều, mình thì mình cũng làm xong việc rồi, lây hoay coi như là đại khái là cũng chuẩn bị về. Thì cái chỗ mà Thái Võ làm á, nó thì nó nằm trên một cái trục đường. Mà cái trục đường này thì nếu mà mình nói lớn thì nó cũng không phải lớn, mà nhỏ thì nó cũng không phải nhỏ. Đường thì có hai làn xe, một làn xe chiều bên đây, một làn xe chiều bên kia. Chính giữa là có một cái đường nước sơn màu vàng, coi như là cái đường đường hai chiều đó. Mà xe chạy thì cũng lác đác quý vị. Thì trong cái lúc mà mình đang lây hoay, mình cũng bước ra xe, bước ra khỏi cái chỗ làm, mình cũng đi ra cái Bắc Kinh một cái chỗ để xe đó. Bất ngờ là lúc này là có một cái chiếc xe cấp cứu nó chạy ngang, phía sau thì có một cái chiếc xe cứu hỏa nữa, dẫn đường là thêm một cái chiếc xe cảnh sát, coi như là còi hú in nổi hết quý vị. Ở Canada thì thường thường là không có cần biết cái vụ gì hết, miễn mà có cái chuyện gì xảy ra ở đâu đó là sẽ có đủ bộ ba cái chiếc xe này đi chung với nhau. Còn ở Việt Nam á, thường thường là thí dụ như trên đường có một cái vụ tai nạn gì mà không có nghiêm trọng quá thì thường thường sẽ có một chiếc xe cảnh sát thôi. Nếu như mà người ta bị nạn thì thêm một cái chiếc xe cấp cứu, từ từ nó chạy tới nữa. Còn nếu như mà cháy nhà hay gì đó thì sẽ có chỉ có duy nhất một cái chiếc xe cứu hỏa thôi, không có xe cấp cứu, không có xe cảnh sát. Còn ở Canada không có cần biết cái vụ gì hết, thường thường là ba cái chiếc đó nó đi chung với nhau, còi hú là sùm hết quý vị. Và tự nhiên là lúc này xây qua xây lại á, quý vị biết Thái Võ thấy gì không ạ? Thấy 4-5 người coi như là tóc bỏ chạy ở đằng sau cửa hậu, chạy tuốt vô trong cái rừng sâu. Thấy cũng mắc cười thiệt, mà thôi, chuyện ta làm ta biết, và hậu quả thì ta cũng tự chịu thôi. Nhưng mà cái ý ở đây mình muốn nói là cái gì ạ? Quá mạo hiểm quý vị, có thể gọi là coi thường pháp luật nước ngoài. Và bên cạnh đó, không chỉ là những cái điều đó đâu, không chỉ là những cái điều mà như là mạo hiểm nè, coi thường pháp luật nè. Thực ra thì nếu như mà những người đó mà lỡ mà bị trục xuất đi về nước thì cái đó là chuyện của người ta thôi. Nhưng mà cái hậu quả nó để lại là cái gì ạ? Là cái tiếng xấu. Làm vậy rồi mai mốt ai đầu cấp visa cho dân Việt nữa, có phải không quý vị? Cho nên là chính vì vậy mà những quý vị ở Việt Nam mình cũng đừng có thắc mắc là tại sao mà cái visa du lịch thường người ta sẽ duyệt cho những người già, người ta sẽ ưu tiên cho những người cao tuổi hơn. Bởi vì là những cái trường hợp này thì người ta đi thăm con thật sự, người ta lớn tuổi rồi, người ta đi thăm con cái của mình, người ta cũng có của cải tài sản Việt Nam, bắt buộc người ta phải trở về. Còn trẻ trẻ đó thì thường thường là bị rớt hoài, rớt triền miên luôn. Đến nỗi mà những người trẻ đó, người ta yêu cầu là phải đi một vài nước trước, như là đi Hàn, đi Nhật nè. Đi để làm chi? Đi để lấy cái sự uy tín.
đi rồi sẽ trở về. Thì lúc này thằng Mỹ, thằng Canada nó mới duyệt, nó thấy cái sự uy tín đó nó mới duyệt. Thôi thì những cái chia sẻ ngày hôm nay Thái Võ cũng không mong mỏi gì, chỉ mong là ai khi mà chúng ta đã xem qua, mình hãy xem đó là một cái bài học mà mình có thể mình tự mình rút kinh nghiệm cho mình. Để làm chi ạ? Để tránh những cái điều đáng tiếc nó có thể nó xảy đến với mình trong tương lai, như là cái trường hợp của chị Việt Kiều mà Thái Võ đã kể đó nha quý vị nha. Và nhìn chung thì ngày hôm nay đây là một cái bài chia sẻ Thái Võ xin được gửi đến cho tất cả cô bác anh chị và các bạn chúng ta có thể được biết đến. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe, quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những video trong những ngày kế tiếp. Cuối cùng, Thái Võ xin cảm ơn, xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết tin tức này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những video kế tiếp.